Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Cà Mau trên 7 của báo Cà Mau điện tử. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 4, những tin tức nóng nổi bật trên các lĩnh vực trong tuần qua sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau họp báo thông tin chính thức vụ 300 thai nhi lẫn trong rác được nhà máy xử lý rác thải phát hiện trong nhiều năm qua. Lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát 113 công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng công an thành phố Cà Mau triệt phá một tụ điểm lắc bầu cua ăn tiền trong quán karaoke tại địa bàn khóm 4 phường 5 thành phố Cà Mau. Hiện đang là cao điểm của mùa khô, nguy cơ quả quặng luôn tiềm ẩn, đặc biệt là tại các địa điểm nhạy cảm như chợ, siêu thị. Do đó, công tác phòng chống cháy nổ đã và đang được các ngành chuyên môn, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một cách quyết liệt. Sau đây là ghi nhận của phóng viên báo Cà Mau điện tử xoay quanh vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, vừa qua các đơn vị chức năng của thành phố Cà Mau đã thành lập tổ công tác để xác minh thông tin về việc nhà máy xử lý rác thải Cà Mau do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại, du lịch Công Lý làm chủ đầu tư, thuộc địa bàn khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, phát hiện hơn 300 xác thai nhi lẫn trong rác kể từ năm 2012 đến nay. Tổ công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường khu vực bờ tường rào mà phía nhà máy xử lý rác thải Cà Mau, nơi cho rằng đã chôn cất xác của các thai nhi. Tổ công tác đã sử dụng phương tiện để tìm kiếm, tuy nhiên dấu vết phát hiện liên quan đến sự việc rất ít. Thời điểm kiểm tra tại hiện trường có rất đông sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, đại diện công ty xử lý rác thải, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Kết quả của vụ việc đã được các đơn vị chức năng lập thành biên bản và báo đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau chỉ đạo. Liên quan đến vụ việc trên, thưa quý vị và các bạn, tối ngày 26 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đã tổ chức buổi họp báo chính thức thông tin về vụ việc này. Theo đó, qua xác minh thực tế tại hiện trường trong 2 ngày làm việc, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 4 năm 2019, tổ công tác đã tiến hành xác minh hai điểm xung quanh các vị trí nhà máy xử lý rác Cà Mau được nhà máy cho là những nơi chôn cất thai nhi, đã phát hiện 9 hũ sành. Sau khi phát hiện các hũ sành, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc. Còn việc xác định bên trong hũ sành có thai nhi hay không vẫn chưa thực hiện được. Do việc này vượt quá chuyên môn thẩm quyền của tổ công tác. Lần qua mình kiểm tra chưa hết cái diện tích theo nhà máy chỉ, nhưng mà cũng có 9 cái hũ sành. Thì nhận thấy cái tổ thành phố là do nhà máy báo là có thai nhi trong. Thành ra thành phố nhận thấy là đã xác định có cái hũ sành rồi, nhưng mà không thể mở được. Thì thành phố sẽ báo cáo ủy ban tỉnh tiếp. Để bàn tỉnh thành lập cái hội đồng, phải có pháp y bị liên quan đến thai nhi thì phải có con người mà, phải có pháp y của tỉnh. Thì thẩm quyền là ủy ban thành phố sẽ báo cáo để cho tỉnh cái hướng là thành lập cái hội đồng. Cũng tại buổi họp báo, đại diện ngành y tế ông Nguyễn Văn Dũng, quyền giám đốc Sở Y tế Cà Mau khẳng định, con số 300 thai nhi được phát hiện trong 7 năm như báo cáo của nhà máy xử lý rác thải Cà Mau là một con số quá lớn. Cùng với sự phát triển của y học thì việc thai lưu tại các bệnh viện trong tỉnh trong những năm qua chỉ ở mức rất thấp. Và những trường hợp thai lưu được các bệnh viện xử lý bằng cách cho người nhà nhận về chôn cất hoặc được quả thiêu theo đúng quy định, chứ không có chuyện bỏ lẫn vào rác. Vấn đề phát hiện 300 thai nhi trong nhiều năm là con số không hề nhỏ, gây hoang mang trong dư luận. Vì vậy, vụ việc này cần phải xác minh làm rõ thông tin đến người dân biết. Cái thông tin này thì chỉ mới xuất phát từ doanh nghiệp báo cáo đến cơ quan chức năng thôi. À, còn thực hư cái con số đó là nó như thế nào? Nó 300 hay là 30 hay là 3 hay là như thế nào đó? Thì mình phải có một cái kiểm tra xác minh làm rõ để cho dư luận ta được hiểu. Nó rõ và phải chính xác cái số này. Còn về cái trách nhiệm thì sau khi mà mình xác minh cụ thể, coi cái việc đó là công ty báo như vậy là để nhằm mục đích gì, nhằm cái động cơ gì, nó như thế nào, nhằm cái mục đích gì, nếu là con số đó đúng thì chúng ta phải chấp nhận, chúng ta phải xử lý cái đó là trách nhiệm của chính quyền, được không? Còn con số mà doanh nghiệp báo mà nó không đúng, thậm chí nó thấp hơn, thì mình phải rà soát xem cái động cơ doanh nghiệp đó là báo đó mục đích làm cái gì, để tạo dư luận hay là anh muốn ra yêu sách với chính quyền địa phương hay là như thế nào để chúng ta có một cái cơ sở để mình xem cái mục đích rõ ràng như thế đó, thì bắt đầu mình mới xem cái mục đích anh như thế nào, chúng ta mới có tính toán tới cái việc là cái trách nhiệm nó như thế nào.
Vụ việc sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau báo cáo cụ thể về Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau để có hướng xử lý tiếp theo. Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, vào khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 4, lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Công an thành phố Cà Mau bất ngờ kiểm tra và phát hiện tại phòng số 10 của cơ sở kinh doanh karaoke Thao thuộc địa bàn khóm 4 phường 5 thành phố Cà Mau có nhiều đối tượng nam nữ đang tham gia lắc bầu cua ăn tiệc. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 12 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc bầu cua ăn tiền, trong đó có 2 nữ. Tang vật thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng gồm 3 bộ bầu cua, trên 20 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Được biết, trước đó cơ sở kinh doanh karaoke Thao đã bị lập biên bản về các lỗi vi phạm hành chính. Khoảng 1 giờ sau, lực lượng phối hợp đã tiến hành kiểm tra karaoke Family thuộc khu vực khóm 7 phường 8 do ông Trần Văn Đại làm chủ, phát hiện một số lỗi hành chính như quá giờ, không hợp đồng lao động. Theo hồ sơ, cơ sở trên vào tháng 3 vừa qua đã bị Công an thành phố Cà Mau lập biên bản vi phạm hoạt động quá giờ quy định, nhưng vẫn chưa thực hiện quyết định xử phạt. Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là cao điểm của mùa khô. Vì thế, nguy cơ quả quạng luôn tiềm ẩn, đặc biệt là tại các điểm nhạy cảm như chợ, siêu thị. Do đó, công tác phòng chống cháy nổ đã được các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một cách quyết liệt. Sau đây là ghi nhận của phóng viên báo Cà Mau Điện tử xoay quanh vấn đề vừa đề cập. Chợ luôn được xem là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, bởi bên trong chợ thường chứa nhiều nguồn nhiệt, hàng hóa, nguyên liệu dễ bén lửa. Nếu khi có cháy nổ xảy ra thì nguy cơ cháy lan và cháy lớn là rất cao. Hiện thời tiết đang trong giai đoạn nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy nổ rất cao. Vì vậy, vấn đề để phòng chống cháy nổ chính là nhiệm vụ của mỗi tiểu thương đang kinh doanh trong các chợ. Trong sạp thì mỗi người là đều có một cái bình phòng cháy chữa cháy. Điện rồi thì mình bắt cho nó tốt. Nên là mình cũng thường xuyên kiểm tra điện rồi dây điện rồi đó, mình đi là cho nó đàng hoàng. Nói chung là công tác phòng chống cháy nổ thì rất là tốt. Đó là tụi tôi tiểu thương thì cũng bảo quản cái tài sản của mình. Lãnh đạo thành phố là thường xuyên kiểm tra nhắc nhở bà con tiểu thương trong cái quản lý sử dụng điện, đặc biệt là tuyệt đối là không được cái nấu ăn nấu uống trong chợ, cũng như cái thắp hương rồi cúng vàng mã vân vân. Thì cái này thì đối với cái ban quản lý chợ thành phố là chúng tôi chỉ đạo là nghiêm cấm tuyệt đối. Được biết, trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau có trên dưới 100 chợ cấp huyện và xã. Từ đầu năm đến nay, mặc dù chưa ghi nhận về sự cố cháy nổ, tuy nhiên việc phòng cháy, chữa cháy ở các chợ trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói chung và trên địa bàn thành phố Cà Mau nói riêng đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành chức năng. Bởi hiện nay ý thức phòng cháy bên trong các chợ vẫn chưa cao, tình trạng tiểu thương tự ý dân mắc điện thiếu an toàn trong khu vực chợ còn khá phổ biến. Những cái vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố đã qua đó là do chập điện là nhiều. Do vậy mà cái công tác phòng cháy nổ của thành phố thì lãnh đạo thành phố rất quan tâm. Thường xuyên kiểm tra các cái ban quản lý chợ, kể cả là đột xuất và thường xuyên, tránh cái giảm thiểu thấp nhất cái cháy nổ trên địa bàn thành phố Cà Mau. Ngoài sự chủ động từ ngành chức năng thì các tiểu thương kinh doanh tại các chợ cũng cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Được biết, hiện nay muốn trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại thì phải cần thời gian và kinh phí lớn. Vì vậy, thay vì chờ đợi đầu tư, các tiểu thương kinh doanh cần trang bị những thiết bị chữa cháy cơ bản nhằm tránh tình trạng bị động không may có sự cố cháy nổ xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Cà Mau trên 7 hôm nay. Rất mong nhận được tin bài video cộng tác của quý vị và các bạn. Chúng tôi sẽ chi trả những bước thủ lao theo quy định. Mọi thông tin chi tiết xin gửi về địa chỉ email toansoanbcm.dienttu@gmail.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau.